Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Phó tổng thống Kamala Harris lần đầu công bố sáng kiến chính sách lớn Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sắp có bài phát biểu quan trọng về chương trình nghị sự kinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ công bố sáng kiến chính sách lớn kể từ khi bắt đầu các cuộc vận động tranh cử vào Nhà Trắng cách đây 3 tuần. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có kế hoạch trình bày một số chi tiết trong kế hoạch kinh tế của mình trong bài phát biểu tại Bắc Carolina vào ngày 16 tháng 8. Trong đó, bà sẽ đề cập đến việc giảm chi phí và tăng giá không hợp lý các số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua cho thấy, lần đầu tiên trong gần 3 năm rưỡi qua, lạm phát đã giảm xuống dưới 3% vào tháng 7, nhưng giá cả thực phẩm và hàng tiêu dùng vẫn cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch COVID-19. Nền kinh tế vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ và chiến dịch của bà Kamala Harris sẽ cố gắng đảo ngược ưu thế của Đảng Cộng Hòa, vốn vẫn được xem là những nhà quản lý kinh tế tốt hơn so với Đảng Dân Chủ trong số các ưu tiên của bà có việc duy trì lời hứa của Tổng thống Joe Biden không tăng thuế đối với những người có thu nhập 400.000 đô la Mỹ trở xuống một năm. Bà cũng muốn cân nhắc các khoản cắt giảm thuế mới cho các hộ gia đình trung lưu và đề xuất loại bỏ thuế đánh vào lương thưởng, điều mà chiến dịch của ứng cử viên đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump cũng đang hướng tới. Bà Kamala Harris nhấn mạnh, lời hứa của tôi nếu đắc cử Tổng thống chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho các gia đình lao động tại mỹ bao gồm việc tăng lương tối thiểu và xóa bỏ thuế đánh vào tiền thưởng cho nhân viên dịch vụ và khách sạn chúng ta đấu tranh cho tương lai nơi chúng ta xây dựng một nền kinh tế rộng khắp nơi mọi người mỹ đều có cơ hội sở hữu nhà khởi nghiệp kinh doanh và tạo dựng sự giàu có chúng tôi tin tưởng vào tương lai nơi chúng ta đang hạ thấp chi phí sinh hoạt cho các gia đình mỹ để họ có cơ hội không chỉ để xoay sở mà còn để tiến lên vẫn nhắm đến việc thu hút tầng lớp trung lưu như là chiến dịch tranh cử trước đây của Tổng thống Joe Biden. Song, bà Kamala Harris cũng cố gắng tạo ra sự khác biệt với thông điệp chung giá trị khác tầm nhìn. Theo các cố vấn của bà Kamala Harris, chương trình kinh tế của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ không khác biệt. Tổng thống về mặt nội dung nhưng sẽ nhấn mạnh những điểm quan trọng nhất. Bà Kamala Harris rất quan tâm đến các vấn đề tài chính cho các gia đình lao động, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ ủng hộ tín dụng thuế trẻ em giúp giảm gánh nặng thuế cho các gia đình có thu nhập thấp. Không phải tất cả các yếu tố trong chương trình kinh tế của bà Kamala Harris sẽ xuất hiện trong bài phát biểu ngày 16 tháng 8 và bản thảo của bài phát biểu vẫn đang được hoàn thiện. Chiến dịch của bà muốn tránh chia rẽ cử tri và tránh thu hút sự chú ý từ các nhóm doanh nghiệp về các chi tiết cụ thể và sẽ mơ hồ một cách chiến lược trong các lĩnh vực như năng lượng các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy sự thay đổi đáng kể trong tâm lý của cử tri sau khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc tranh cử Tổng thống năm nay. Theo cuộc thăm dò của Thời báo Tài chính Financial Times và Trường Kinh doanh Ross thuộc Đại học Michigan của Mỹ phối hợp thực hiện, 42% cử tri Mỹ được hỏi nói rằng họ tin tưởng bà Kamala Harris hơn trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế so với 41% tin tưởng ông Donald Trump. Tuy nhiên, các vấn đề của bà Kamala Harris cũng được cho là gắn liền với chính quyền Tổng thống Joe Biden. Dù sức khỏe nền kinh tế Mỹ và số liệu việc làm vẫn tốt, nhưng ông Joe Biden đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục cử tri rằng các chính sách kinh tế của mình mang lại lợi ích cho người dân. Điều này vẫn tiếp tục diễn ra sau khi ông tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử. Ông Trump hứa hẹn giúp kinh tế Mỹ bùng nổ. Ông Trump cam kết nếu đắc cử sẽ mang đến sự bùng nổ kinh tế mới cho Mỹ, nhưng nếu ông thua, nước này suy thoái như năm 1929. Trong bài phát biểu kéo dài một giờ về vấn đề kinh tế tại Asheville, North Carolina, Mỹ, hôm 14 tháng 8, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump cam kết sẽ hạ giá xe hơi, nhà ở, bảo hiểm và thuốc kê đơn nếu tái đắc cử. Ông cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden vì khiến giá tiêu dùng tăng vọt. Ở đây có ai cảm thấy dưới thời ông Biden và bà Kamala Harris giàu hơn là nhiệm kỳ của tôi không? ông hỏi. Ông Trump cũng khẳng định nếu bà Harris giành chiến thắng, kết quả sẽ là kinh tế lao dốc như suy thoái năm 1929. Còn nếu ông tái đắc cử, Mỹ bắt đầu một quá trình bùng nổ kinh tế hoàn toàn mới. Trước khi đại dịch xuất hiện, kinh tế dưới thời ông Trump khá vững mạnh. Thực tế, khi nhậm chức năm 2017, ông thừa hưởng nền kinh tế vốn đã tích cực từ trước đó. Thị trường việc làm, thu nhập trung bình hộ gia đình và chứng khoán lúc này đều ghi nhận chuỗi tăng trưởng dài kỷ lục. Ông Trump hôm qua còn hứa hẹn tiếp tục chính sách giảm thuế mà ông khởi xướng năm 2017 và giúp Mỹ trả hết nợ. Các khoản thâm hụt khổng lồ của chúng ta sẽ được giảm xuống không? Nước Mỹ có động lực tăng trưởng, ông nói. Dù vậy, Ủy ban Ngân sách Liên bang Mỹ, CRFB, một tổ chức phi lợi nhuận, ước tính chính sách hạ thuế và hỗ trợ việc làm của cựu Tổng thống sẽ khiến thâm hụt ngân sách nước này tăng thêm 5.000 tỷ đô la Mỹ đến năm 2035. Chính sách giảm thuế với trợ cấp an sinh xã hội và tiền hoa hồng của ông Trump có thể khiến ngân sách thâm hụt thêm 1.850 tỷ đô la Mỹ. Khảo sát mới nhất của FT và Đại học Michigan cho thấy 42% cử tri được hỏi tin vào khả năng điều hành kinh tế của bà Harris. Trong khi đó, tỷ lệ này với ông Trump là 41%. Tháng trước, khi Tổng thống Biden còn là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, tỷ lệ ủng hộ ông chỉ là 35%. Số liệu lạm phát công bố hôm 14 tháng 8 cũng là tin tức tích cực với bà Harris. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ trong tháng 7 chỉ tăng 2,9%, lần đầu dưới 3% kể từ năm 2021. Việc này càng củng cố khả năng cục dự trữ liên bang Mỹ, Fed, hạ lãi suất trong phiên họp tháng 9. Cuối tuần trước, bà Harris cũng có bài phát biểu tập trung vào kinh tế tại North Carolina. Trong đó, bà đề xuất cấm thao túng giá trong lĩnh vực thực phẩm Bà cũng muốn giới chức tăng điều tra và phạt các công ty vi phạm những quy định này, đồng thời đánh giá kỹ lưỡng các thương vụ MA trong ngành. Chiến dịch tranh cử của bà Harris cũng chỉ trích kế hoạch kinh tế của ông Trump. Họ nói rằng chính sách giảm thuế doanh nghiệp mạnh tay và nâng thuế nhập khẩu của cựu tổng thống sẽ chỉ khiến lạm phát tăng cao. Ông Biden nói đang tìm việc làm. Tổng thống Mỹ Biden hóm hỉnh nói đang tìm việc làm khi nhiệm kỳ của ông chỉ còn 22 tuần. Các bạn đột phá theo những cách mà tôi nghĩ sẽ thay đổi cách chúng ta giao tiếp và đó là lý do tại sao tôi mời bạn đến Nhà Trắng. Vì tôi đang tìm việc làm, Tổng thống Mỹ Biden phát biểu hóm hình trước các nhà sáng tạo nội dung trực tuyến tại văn phòng điều hành Eisenhower ngày 14 tháng 8. Theo New York Times, ông Biden dường như đang dần thích ứng với tư cách một chính khách đang tận hưởng hoàng hôn của sự nghiệp. Hôm 21 tháng 7, ông bất ngờ tuyên bố dừng tranh cử Tổng thống, tập trung vào nhiệm kỳ hiện tại, Nhiệm kỳ của ông chỉ còn hơn 20 tuần. Sau một khoảng thời gian ngắn tạm nghỉ sau tuyên bố dừng tranh cử, ông Biden lấp đầy lịch trình trở lại với nhiều sự kiện khác nhau. Mặc dù vậy, ông cũng dành thời gian giao lưu với các phóng viên nhiều hơn. Trong chuyến đi tới New Orleans vào ngày 13 tháng 8 để công bố các khoản đầu tư phát triển các phương pháp điều trị ung thư mới, ông Biden nói rõ rằng ông vẫn tích cực tham gia các vấn đề quan trọng nhất của quốc gia, các vấn đề đối ngoại ông biden cũng hướng đến các dự án để lại di sản và xuất hiện nhiều chức công chúng hơn